Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Trương Nam Hải, nguyên thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, ngày 28 tháng 12 năm 2017, Hải đăng ký kết hôn với chị Lê Thị Lan Vi, sinh năm 1995. Trong thời gian chờ ngày cưới, Hải vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại Vi, phát hiện Vi quan hệ tình cảm với đồng nghiệp nên ghen tuông. Hải đã gặp cha mẹ Vi để nói về chuyện này nhưng không giải quyết được vấn đề. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, Hải đến nhà đòi gặp Vi để nói chuyện. Khi nghe bà gọi, Vi từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải lấy bình axit sulfuric chuẩn bị sẵn, mang vào tạt vào người Vi gây bỏng. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ba và mẹ Vi gây bỏng nhẹ. Kết quả giám định, Vi bị thương tích 46%. Sau khi xem xét hành vi và tính chất vụ án, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Hải mức án 6 năm tù, buộc Hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 600 triệu đồng.